Người Việt Nam ơi. Khỏe không bạn? Ok, ngày nay mình ăn phở trong xe. Ok, đủ loại luôn bạn ơi. Sau mình có bánh mì đủ loại đặc biệt hết luôn. Sau bánh mì này có dưa leo, hành leo, dưa món nè, rau cải, pate, chả, nem, chả lại. Còn mình bơ đây. Ok. Đủ loại. Đây là phở đặc biệt nè, phở đặc biệt có bò tai nè, bò nạm, bò viên, bức bò, phở bún nha. Vì rau cải. Đây là tương ớt vì tương ngọt. Mình chậm miệng vô đây. Mình ăn luôn xe luôn bạn. Ây da da da. Chắc đủ đấy bạn. Đó. Miệng nhạt đó. Trăng. Đang tráng mạnh đó. Nước này còn đắng mấy bạn. Đó. Ngon chưa? Để ăn bạn. Đừng trang nhiều. Ây da 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 da, trang nhiều đồ. Đó. Quán là professional, ok? Đừng try this at home, ok? Mình chuẩn bị tồn lên nè. Ngon chưa bạn? Đó. Thịt nam nè. Bò nam nè. Thịt tái nè. Bò viên nè. Chạy là miệng bạn ơi. Ăn luôn xe khổ mà. Khổ mà bạn. Đó. Rau quế nè. Đôi rau quế vô luôn nè. Có đủ mòn luôn bạn à. Mình tránh nè, vắt vô. Mình giả luôn nè. Ngon chưa? Ok, chuẩn bị. Đừng try this at home, ok bạn. Try this at home là không biết tung tiếng Việt đấy. Đừng ăn phở trong xe, ok? Đồ ế chứ đó. Quán này professional. Đó, bố nè. Cầm miếng nè. Ngon không? Đó. Quán thử miếng nè. Vô nè. Ngon rồi bạn. Hấp miếng nước nè. Có chưa? Đó. Miếng nước này hưng nóng nè bạn. Nước phở này ấm rồi. Được còn ngon. Miếng nè. Mì rau quế nè. Có chưa? Ngon không? Đó, vô nè. Bò nằm. Ăn phở ông sẽ đà. Ngon rồi sếp. Đó, miếng nữa. Đó, vô đấy. Đó. Ngon. Dạ, coi đi bạn.
Ngon. Phở quật xuống rồi nha. Bánh mì nè, cắn miếng bang nè. Ngon chưa? Đó. Mà cắn miếng nè. Vô rồi. Trời ngon. Ngon rồi. Bánh mì này không ngon. Lưng tuyệt rồi. Lưng tuyệt quá ăn. Đấy bánh mì quán khác. Đấy là bánh mì trong xuất tì đó. Được chưa? Uống miếng khô miếng à. Cả chứ. Đó. Rau cải đồ vô đủ món luôn đây ngon. Mà cái bánh mì hơi tệ. Quán ăn đây có phở lịch coi quán à. Coi không? Có phở lịch đâu đó, không biết. Không bao. Thì phở lịch ngồi không? Ủa? Đó. Phải quá rồi. Thấy không? Là phút lịch kìa. Không được sao? Giặt ăn bánh mì sẫm á. Qua trời, ngại quá. Phải quá đang làm gì? Quang đang nói hụt cành làm gì nữa. Rõng bóng cuộc đời bị bắt để đập chưa. Nói kiểu nữa, đừng nói kiểu nữa. Ngon ạ. Ăn cái này hơi non nó rồi bạn. Làm mai không biết nấu gì không bạn. Lần mai ba một thầy quan nội duyên.
giá như này mọi miếng không bạn. Đặc lắm. Đặc quá đi bạn. Miệng em mệt. Giá mà mệt. Vô nè. Ok, xong rồi bạn. Đây là một clip câu quán ăn phở đúng xe. Quán hỏi đi nè. Bạn muốn thấy quán ăn phở chỗ nào nữa? Anh em mình nghỉ ngơi tới bạn ơi. Làm mai mình nấu tiếp.